Thị trường chứng khoán châu Á suy giảm mạnh vì ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, tin từ Tokyo, Nhật Bản. Vào hôm thứ Sáu, các thị trường chứng khoán châu Á đã bị suy giảm trong phiên giao dịch thứ Sáu liên tiếp do mối quan tâm về tình trạng của các ngân hàng châu Âu, tạo thêm đe dọa cho nền kinh tế toàn cầu đã bị khó khăn vì giá dầu giảm và tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác. Vào hôm thứ Sáu, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã bị mất 4.8%, xuống đến mức thấp nhất của 16 tháng, với mức suy giảm hàng tuần lớn nhất kể từ năm 2008, sau khi đồng Mỹ Kim giảm xuống đến mức thấp nhất trong 15 tháng so với đồng Yen. Các nhà đầu tư lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và về tình trạng của hệ thống ngân hàng nên đã bán tháo chứng khoán là một loại đầu tư rủi ro để mua những loại đầu tư an toàn hơn. Các kinh tế gia lo ngại triển vọng tăng trưởng thu nhập của các nhà xuất khẩu Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng nếu đồng Yen gia tăng giá trị hơn nữa. Chỉ số cổ phiếu Nam Hàn cũng đã kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ở mức thấp nhất của 5 tháng rưỡi khi các nhà đầu tư bán ra các cổ phiếu địa phương. Tương tự như các chỉ số trên toàn thế giới, chỉ số cổ phiếu của Hồng Kông đã bị mất 1% trong hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, mức độ suy giảm của chỉ số Hồng Kông vẫn còn khiêm tốn hơn so với các chỉ số ở châu Âu và Hoa Kỳ.